Ngày 29 Tết, bé Hạo Nam đã được trở về cùng gia đình. Vụ người phụ nữ bị nhân tình đánh tử vong trong khách sạn Cà Mau, nghi phạm có bệnh lý tâm thần. Chiêu trò thông đăng kiểm ở hai trung tâm đăng kiểm Thái Bình. Thị trường bánh kẹo dịp Tết Nguyên Đán, tràn lan bánh kẹo Việt gắn mác kẹo ngoại. Gà ủ muối hot rần rần trên mạng, sự thật khiến nhiều người ngã ngửa. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, sau 3 năm chống chọi với dịch COVID-19, Tết Quý Mão 2023 sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ khi lần đầu tiên sau 3 năm, người dân sẽ có ngày Tết trọn vẹn nhất. Trong những ngày ngập tràn không khí Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả những bản tin vô cùng đặc biệt, hy vọng sẽ giúp quý vị đón Tết an toàn, lành mạnh. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, rạng sáng 29 Tết, cuối cùng sau 21 ngày chờ đợi mòn mỏi, cháu bé Thái Lý Hạo Nam, nạn nhân rơi xuống trụ bê tông sâu 35m đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Chứng kiến cảnh đưa thi thể bé nhỏ ra khỏi trụ sâu, ai cũng không thể giấu nổi xúc động và đau xót. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoảng 1 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 1, tức 29 Tết, lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35m, có sự chứng kiến của gia đình. Ông Bửu giải thích, phương án nhổ trụ bê tông thứ ba đã được hủy bỏ vào giờ cuối do quá khó khăn tại địa hình thực tế. Thay vào đó, lực lượng chuyên môn quyết định giải pháp đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi lòng ống còn chôn sâu hàng chục mét dưới mặt đất. Phương pháp đưa thi thể bé trai lên cũng là phương pháp sử dụng thiết bị chuyên dụng để làm thế nào trong thời gian sớm đưa thi thể bé lên mặt đất trong trạng thái nguyên vẹn. Rạng sáng 29 Tết, vào khoảng hơn 1 giờ sáng, cảnh sát cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp đã chia từng nhóm hai người xuống độ sâu hơn 25m trong lòng ống sắt bao quanh trụ bê tông để đưa thi thể lên. Thao tác trong ống vách nhỏ hẹp, xung quanh có rất nhiều nước và bùn đất rất khó khăn, nên đội cứu hộ phải làm thành nhiều lượt thay thế. Sau khoảng 2 tiếng thực hiện, các chiến sĩ đã đưa được thi thể cháu Hạo Nam lên khỏi mặt đất. Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã quyết định điều chỉnh phương án theo hướng ưu tiên là đưa thi thể cháu bé lên thay vì nhổ đoạn bê tông cuối cùng. Ngay sau khi thi thể được đưa lên, các chuyên gia có mặt đã nhanh chóng xử lý các phần việc liên quan đến pháp y, kiểm định thi hài, khâm liệm. Trước giờ đón cháu, tất cả khâu đã được phân công sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ phương tiện để xử lý các bước sau cùng. Ông Bửu nói, chúng ta đã đưa thi thể em bé lên còn nguyên vẹn, mặc dù lâu ngày trong điều kiện đất bao xung quanh trong ống kính, áp lực nước và trong môi trường kính khí, do đó quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường. Do đó, em bé được đưa lên nguyên vẹn, khâm liệm và đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình. Phó Chủ tịch tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, bước đầu xác định nguyên nhân bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Từ đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân để xem xét xử lý trách nhiệm. Quan tài bé Hạo Nam được xe chở về nhà cách đó khoảng 1 km, đưa ngay ra phía sau an táng. Ông Thái Văn Tấn Tài, cha Hạo Nam và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ bé đều khóc và ngất lịm khi biết tin đứa con 10 tuổi của mình đã vĩnh viễn ra đi. Vậy là sau 21 ngày triển khai công tác cứu hộ thi thể bé Hạo Nam với nhiều nỗ lực và cố gắng, đáng ghi nhận, các chiến sĩ trong đội cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất công việc ở mức tốt nhất khi đưa được thi thể bé Nam lên còn nguyên vẹn. Hiện tại, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé, công tác điều tra sẽ thuộc về các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân xử lý sai phạm nếu có. Trước đó, thông tin về quá trình cứu hộ, khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 10, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu nạn tại công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình đang tiếp tục triển khai những bước cuối cùng trong việc đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông. Ống cọc bê tông nơi bé Hạo Nam rơi xuống có độ sâu 35m, được ghép từ 3 đoạn trụ, 2 đoạn 12m và 1 đoạn 11m, hình thành hai mối nối tiếp xúc bên ngoài. Ông Bửu thông tin, đến 18 giờ cùng ngày, đơn vị đã đưa đoạn cọc thứ hai dài 12m lên mặt đất, tổ cứu nạn vệ sinh, sạch đoạn cọc thứ ba, tiến hành hút nước để làm tiếp các công đoạn cuối cùng. Dù đã đến giai đoạn cuối, song đây cũng là công đoạn khó khăn khi đội cứu nạn phải xử lý tầng đất ở độ sâu 24m, xung quanh có nước nên phải tiến hành bơm hút liên tục. Đối với đoạn cọc cuối cùng, tổ cứu nạn cầu Rọc Sen không tiến hành đưa lên mặt đất như hai đoạn cọc trước. Thay vào đó, đội sẽ tập trung trong lòng ống, dùng các biện pháp, nghiệp vụ để đưa thi thể bé Hạo Nam ra bên ngoài.
Về việc lực lượng chức năng có tiến hành giám định ADN khi đưa thi thể bé trai ra ngoài, ông Bửu cho biết các đơn vị chuyên môn đã thảo luận kỹ các phương án về mặt pháp y, phục hình, khâu bảo vệ thi hài em bé. Đội sẽ cố gắng thực hiện các phương án để đủ điều kiện khâm liệm bé trai theo phong tục truyền thống mà gia đình yêu cầu. Trong thông cáo báo chí mới nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống trụ bê tông là đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn đối với cháu bé. Đây là khoảng thời gian vất vả, công việc nặng nhọc khó khăn đối với các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Tỉnh Đồng Tháp đã gửi lời cảm ơn các bộ, ban, ngành, lữ đoàn công binh 25, quân khu 9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh đã hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, nhân lực, đưa ra những góp ý, hiến kế trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ bé của Hạo Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định quá trình cứu hộ cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam đã kết thúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ sai phạm nếu có. Vậy là sau 21 ngày nằm dưới trụ sâu lạnh lẽo, bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên mặt đất, trở về với gia đình ngay trong ngày 29 Tết Nguyên Đán. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân vì những đau thương mất mát không có gì có thể bù đắp được. Lực lượng cứu hộ giờ đây đã có thể nghỉ ngơi sau 21 ngày chạy đua với thời gian, quyết tâm đưa bé về trước Tết. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi tin tức mới nhất về vụ án mạng xảy ra tại khách sạn Cà Mau vào hồi đầu tháng 11. Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên vụ việc một người phụ nữ đã bị nhân tình ra tay trên hành lang khách sạn tử vong, để lại hai đứa con thơ, đúng không ạ? Mới nhất, ngày 19 tháng 1, chị Vũ Thị Chính, 36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, em dâu nạn nhân NTT cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1966, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, trong vụ án giết người xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Theo thông báo kết luận giám định, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, bị can Sơn có bệnh lý tâm thần rối loạn, thần cấp, đa dạng, không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt. Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Sơn mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính, hiện tại bị can này không đủ sức khỏe tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Sơn thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64 năm 2011, Nghị định Chính phủ. Trước đó, chị Vũ Thị Chính cũng nhận thông báo kết luận giám định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau, kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma túy. Chị Vũ Thị Chính cho hay, chị và gia đình sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với ông Xuân. Trước đó, theo thông tin vụ việc, từ năm 2019, ông Xuân và nạn nhân là bà T có mối quan hệ tình cảm nam nữ, tuy nhiên chỉ qua lại không sống chung như vợ chồng. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 11, ông Sơn và bà T đến thuê phòng 301 tại một nhà khách ở phường 5, thành phố Cà Mau. Đến 8 giờ ngày 10 tháng 11, nhân viên khách sạn xác định tại phòng 301 có sự việc ẩu đả, có tiếng động lớn nên xuống báo cho lễ tân và trình báo công an. Cùng lúc này, bà T có gọi điện thoại cho con ruột bị can thông báo mình đang bị ông Sơn ra tay. Sau đó bà T mới mở cửa phòng chạy ra ngoài, nhưng ông Sơn vẫn không tha. Tại hành lang phòng 307, một người khách trong phòng đã đi ra can ngăn, nhưng ông này đã bị ông Sơn gây thương tích. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn, nhưng thấy ông Sơn hung hăng nên dừng lại. Khi con của ông Sơn đến khách sạn và phát hiện ra sự việc, nên đã đưa ông Sơn rời khách sạn. Sau đó, bà T được người thân đưa đến bệnh viện với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong vào chiều cùng ngày. Do có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần, nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Sơn. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 11, khi đưa ông Sơn đến Trung tâm Pháp y Tây Nam Bộ ở thành phố Cần Thơ, thì tình trạng sức khỏe của ông không đủ điều kiện để giám định tâm thần. Từ đó, trung tâm đề nghị cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Vụ việc xảy ra với người phụ nữ tại khách sạn Cà Mau hiện nay là bí ẩn, khi nguyên nhân khiến nghi phạm ra tay với nạn nhân vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Giờ đây, nạn nhân đã mất, còn nghi phạm tâm thần không ổn định đang phải điều trị, đã gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, tìm lại công bằng cho người đã khuất. Thưa quý vị, sau khi sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm từ Bắc chí Nam bị phanh phui, Cục trưởng Cục đăng kiểm cùng hàng loạt lãnh đạo tại các trung tâm bị bắt, ngành đăng kiểm đang trải qua sóng to gió lớn chưa từng thấy. Mới đây nhất, Công an Thái Bình cũng đã phát hiện sai phạm xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.
Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng cảnh sát kinh tế công an Thái Bình đã phát hiện vi phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701D tại địa chỉ phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình và 1702D, địa chỉ tại xã Đông Cát, huyện Đông Hưng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhân viên của hai trung tâm đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện thu những khoản tiền, ngoài phí và lệ phí quy định để tạo điều kiện thuận lợi, bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện. Những lỗi này gồm không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và môi trường, hoán cải thiết kế ban đầu, quá thời hạn được cho phép hoán cải, dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn an toàn. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, vào ngày 19 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Quang Hải, sinh năm 1975, trú tại tổ 1, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, giám đốc trung tâm đăng kiểm; Bùi Ngọc Diệp, sinh năm 1981, trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm; Tô Hồng Dương, sinh năm 1986, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701D về tội nhận hối lộ. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1982, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; Nguyễn Văn Kính, sinh năm 1988, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Bùi Văn Tưởng, sinh năm 1989, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Uy, sinh năm 1978, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình; Tạ Văn Huynh, sinh năm 1989, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, cán bộ trung tâm đăng kiểm 1702D, về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Hưng phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Những trung tâm đăng kiểm sai phạm, làm tiền bất chấp nguy hiểm rình rập cho các phương tiện đang dần bị phanh phui. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, lực lượng chức năng sẽ quét sạch tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Thưa quý vị, trước Tết cả tuần, thậm chí trước đó cả tháng, người dân đã chuẩn bị mua trước được thực phẩm khô cho Tết Nguyên đán. Càng ngày cận Tết, thị trường bánh kẹo càng tấp nập với đủ mẫu mã, chủng loại. Thế nhưng các loại bánh kẹo 3-0 vẫn tràn lan trên thị trường mà thậm chí người bán còn không biết xuất xứ từ đâu. Bên cạnh đó, cùng một phân khúc, bánh trong nước và bánh nhập khẩu khá giống nhau, vì thế nếu không để ý kỹ sẽ rất khó phát hiện. Để tìm hiểu kỹ hơn về thị trường bánh kẹo dịp Tết Quý Mão 2023, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tại các siêu thị và chợ tiểu thương để cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mặc dù đã có những cảnh báo của lực lượng chức năng về nguy cơ khó lường của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường, thế nhưng các sản phẩm bánh kẹo không tem nhãn, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, hay còn gọi là bánh kẹo 3-0 vẫn đang được tiêu thụ với số lượng lớn bởi nhiều người có tâm lý xính ngoại. Trên các trang mạng, rất nhiều những quảng cáo bánh kẹo ngoại với đa dạng các mẫu mã, từ hàng của Nga, Đức, Hà Lan, từ bán lẻ cho đến bán sỉ số lượng lớn. Tại đây, các mặt hàng này được giao bán với mức giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu. Còn tại các cửa hàng bán xì lẻ bánh kẹo khu vực chợ Đồng Xuân, bánh kẹo đủ màu sắc sặc sỡ, bày bán trong đầy các túi ni lông hay các khay giỏ nhựa, nhưng không có bất cứ thông tin gì về nguồn gốc xuất xứ. Có chăng chỉ là thông tin của người bán. Họ lý giải những bánh kẹo này được họ chia nhỏ ra từ những hộp, những thùng lớn để phù hợp với thói quen mua hàng của người tiêu dùng. Hàng ngoại là cái loại nào ạ? Đây hết ạ? Trăm rưỡi một cân là hàng ngon. Đây là toàn bộ là hàng của Hàn Quốc hả chị? Hay là hàng của nước nào? Nước Nga, nước gì? Nhưng mà cái này có đúng là của ngoại không? Đúng ngon là được. Có kẹo của Nga không? Nga được đại đáng hết. Không có bao bì sản phẩm, bánh kẹo được bán theo cân. Người mua có nhu cầu bao nhiêu thì người bán sẽ đáp ứng, kể cả mua số lượng nhiều. Cái này nó lại không có các cái túi to hả chị? Không. Nó lại bán rời này à? Những hàng này có bao giờ có hàng nhái không hả chị? Chị chán. Cũng tại cửa hàng này, người bán khác cho biết người mua không nên nhìn bao bì bên ngoài của sản phẩm, bởi vì có những sản phẩm là của nước ngoài nhưng lại là Việt Nam sản xuất và ngược lại.
Sản phẩm này là một ví dụ, bên ngoài bao bì sản phẩm là chữ nước ngoài, thế nhưng người bán lại cho biết đây là sản phẩm của Việt Nam sản xuất. Cái loại này có phải của Hàn không? Của Việt Nam. À, của Việt Nam à? Tại bây giờ toàn thấy các chữ của nước ngoài như này lại tưởng luôn. Việt Nam còn lấy ngoại đây 150 một cân. À. Việt Nam 100. Thấy nhiều người bảo là quảng cáo bánh kẹo của Nhật thì có phải không cô? Gì có Nhật? Dạ, nó nói linh tinh Nhật ở đâu ra? Tiếp tục tìm đến một cửa hàng khác thì câu trả lời của người bán khiến chúng tôi khá bất ngờ. Bởi theo người này, tất cả các loại bánh kẹo quảng cáo là nhập ngoại đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chỉ có duy nhất một loại là sô-cô-la là hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo người bán, nếu là hàng nhập khẩu thì giá sẽ rất cao nên ít nơi nhập hàng đó về bán. Loại kẹo này thì là cái này là của Việt Nam à cô? Trung Quốc hết. Đài Loan á? Cái gì Trung Quốc, chẳng nhận xác định ăn ở Trung Quốc hết. Yeah. Việt Nam mình chả có gì. Tất cả các cái này luôn ấy ạ. Chứ còn không phải là của Hàn hay ở gì đâu đúng không? Có đâu ra. Cái loại này là bao tiền một cân hả cô? Ba loại này thì này chả có tên, chả có gì nhỉ? Nó là đấy, nó là kẹo ấy đấy, kẹo gì, kẹo sầu riêng, là xoài, cái này là dấu. Ý là nó cũng không có... Nó của Trung Quốc. Trung Quốc nói thẳng lời của Trung Quốc. 70-80% toàn nhập của Trung Quốc. Hàng nhập khẩu hiếm lắm, ít lắm mà nó đắt đỏ. Dạ. Theo người này, những sản phẩm của Trung Quốc sản xuất cũng ngon không kém hàng chính hãng của các nước sản xuất mà giá lại rẻ, nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cái này của Trung Quốc. Sao hôm trước cháu hỏi cái này họ bảo là của Nga hay là Nga, nhưng của Trung Quốc nó làm, nó sản xuất ở Trung Quốc. À. Chứ còn nó là kẹo Nga. Hàng Nga, nhà hàng Nga, nếu mà hàng Nga xịn nhà nó rơi khoảng 500.000 cân. Thế á? Thế ở đây là hàng Nga nó chỉ có 150.000 cân. Nhưng mà chuẩn hàng Nga xịn là 500 hả chú? Mà có xịn thật đâu? Xịn, nó là xịn Nga. Nga thì nó vẫn nhập cho người mình, theo bình diện. Nói chung là nó không đến, ví dụ như ở đây bán như năm ngoái năm kia nó chỉ có 300-350 thôi, nhưng mà trên phố cổ nó khác. Đây nó là phố chợ. Cái này người ta cũng đến đây, người ta lấy lên đấy, người ta nói là hàng xịn, nhưng nó đừng có dạy gì, nói như thế là biết. Theo thông tin của người bán, chúng tôi tìm đến phố Hàng Buồm, nơi được xem là thủ phủ của các loại bánh kẹo nhập ngoại. Tìm mua sản phẩm kẹo Nga, người bán này cho biết đây là sản phẩm được nhiều người lựa chọn bởi vừa ngon lại vừa rẻ. Còn nguồn gốc xuất xứ thật của sản phẩm, đến người bán cũng không nắm bắt được. Loại này là bán thế nào đây chị? Bán mua lấy 200 một cân. Ở đây chị bán lẻ bao tiền? Bán lẻ 250. Lấy nhiều ấy, lấy người ta ra giao có gói nửa cân một là chị sẽ bán cho em. Nhưng mà ý là loại này có chuẩn của Nga không? Đúng rồi đó, nhưng chẳng. Khi chúng tôi hỏi lại giá của loại kẹo này chuẩn hàng Nga, nhiều nơi bán với giá trên 500.000, thì lý do người này đưa ra là đó là hàng bán trong túi thì giá sẽ cao, còn với những hàng bán theo cân giá sẽ rẻ hơn, và chất lượng sản phẩm thì không có gì thay đổi. 500 mấy là hàng gói. Hàng gói là rời là các hàng gói từng mấy lạng, 4 lạng một đi thì là phải nó phải bán 400. Nhưng hàng này em phải mua hàng này về bán thôi. Hàng này bọn chị bán 180 rồi bán luôn thôi. Cái này còn cái này là của Hàn Quốc, không phải của Hàn Quốc đâu. Ừ. Cái này là cùng là cái gói này là của Canada này, cái gói này. Cái đấy gói một cái này ngon lắm. Cái này là của cái nước nào? Trung Quốc à? Không phải Trung Quốc, cái này là của Hồng Kông. Nhưng mà ngon lắm. Theo các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại bánh kẹo này chủ yếu là hàng nhập tiểu ngạch từ Trung Quốc hoặc sản xuất gia công tại Việt Nam nên không được các cơ quan chức năng kiểm soát về chất lượng. Điều này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý phải chủ động bảo vệ người tiêu dùng. Đừng chờ người tiêu dùng thông thái. Chúng ta nói mãi rồi, hiện nay chúng ta mới chạm vào phần nổi của tảng băng chìm buôn lậu gian lận thương mại. Và như thế là người tiêu dùng chết, vi phạm quyền lợi tiêu dùng, nhất trong dịp Tết này. Ăn uống xô bồ, mua bán vội vã. Và như thế chúng ta chịu trận thôi. Có thể thấy bánh kẹo ngoại nhập đã phủ sóng từ đại siêu thị tới chợ truyền thống, mở ra cho người tiêu dùng Việt cơ hội tiếp cận hàng ngoại đa dạng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, bên cạnh các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại, trong làn sóng nhập khẩu ồ ạt vẫn tồn tại những sản phẩm kém chất lượng.
thậm chí có thương hiệu sẵn sàng ra nước ngoài đặt nhãn hàng riêng, dán nhãn ngoại nhập để đánh vào tâm lý xính ngoại của người Việt nhưng chưa đảm bảo chất lượng. Vô hình chung, nhiều doanh nghiệp Việt đã bị đặt vào thế cạnh tranh khốc liệt. Rất là đẹp nhưng mà có thể trong chưa chắc đã là ngon. Hay bị làm nhái rồi là mình không nhìn rõ được chữ viết như thế nào để mình phân biệt ý. Có nhiều mặt hàng cái sản phẩm này, cái chất lượng của họ là tem mác bao bì là không rõ ràng nên mình không dám mua về. Vừa tầm tiền, hai nữa là ăn là chất lượng cũng tốt. Đi tặng thì mình cần mẫu mã đẹp, còn hàng ăn thì chỉ cần chất lượng ngon là được thôi ạ. Trước đây, mỗi lần mua bánh kẹo để ăn Tết, bà Thoa chỉ chọn các sản phẩm nhập ngoại. Nhưng một năm trở lại đây, bên cạnh những hộp bánh ngoại, bà luôn chọn thêm các loại bánh được sản xuất trong nước. Theo bà Thoa, bánh nhập khẩu chỉ phù hợp để đi biếu tặng, còn để thưởng thức thì bánh Việt vẫn phù hợp hơn. Thứ nhất là cái sản phẩm của nước mình vừa tầm tiền, hai nữa là ăn là chất lượng cũng tốt. Nước ngoài ăn thì không hợp, có những cái loại bánh nó ngậy, nó nhiều bơ nhưng mà kiểu nó không phù hợp. Cho nên người ta chọn cái của mình nhiều hơn. Điều dễ nhận thấy là ở cùng phân khúc thì bánh kẹo Việt và ngoại có hình thức khá tương đương nhau. Vì nếu không nhìn thông tin trên từng hộp bánh thì đôi khi còn khó có thể phát hiện đâu là bánh trong nước, đâu là bánh nhập khẩu. Mình ủng hộ hàng Việt ạ. Vì mình biết rõ nguồn hàng cũng như là xuất xứ và chất lượng như nào ấy ạ. Ở trong nước thì ăn rất là ngon, chất lượng thì đảm bảo, mẫu mã thì đẹp, có khi còn đẹp hơn những hàng ngoại và giá cả thì hợp lý. Đối với anh Hùng, việc chú trọng nguồn gốc của sản phẩm, nhất là với những mặt hàng ăn uống, luôn được anh ưu tiên hàng đầu mỗi khi đi mua sắm. Anh chọn các sản phẩm của thương hiệu Việt để cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh hàng kém chất lượng vẫn trà trộn trên thị trường. Mình lo sợ là bây giờ cái nguồn hàng từ bên Trung Quốc về mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì có nhiều trường hợp đấy, cũng thấy lên truyền hình là những cái sản phẩm là họ để ôi thiêu nấm mốc rồi tẩm thuốc vào đấy, nên là dễ là gây bệnh cho người tiêu dùng, nên mình rất là lo sợ cái việc ấy. Đây cũng là điều mà Liễu rất quan tâm. Do công việc khá bận rộn nên cô hay chọn các loại bánh tươi đóng gói sẵn để ăn sáng hoặc thay cho bữa phụ. Theo cô, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bánh đến từ Đài Loan hay Hồng Kông được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhưng với cô, bánh Việt luôn là lựa chọn hàng đầu. Bởi vì bánh Việt ý, thì mình sẽ nhìn được rõ bản thành phần của nó hơn này, rồi là mình biết được là nguồn gốc từ đâu này, rồi là như thế, rồi là mình ăn có đảm bảo hay không này. Còn những cái loại bánh Trung Quốc ý, thì toàn là chữ Trung Quốc, mình không biết gì cả, mình không còn không thấy hạn sử dụng ở đâu nữa. Đấy, đây là ăn bánh Việt Nam vẫn yên tâm hơn. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, bánh kẹo là một trong những mặt hàng được các đại lý như chị Hường nhập về rất nhiều. Mọi năm, bên cạnh những mặt hàng trong nước sản xuất, chị cũng lấy thêm những mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, năm nay chị lại ưu tiên chọn các thương hiệu Việt vì cho rằng sức mua sẽ tốt hơn. Bởi thói quen mua sắm của người dân cũng đang dần thay đổi. Trước Tết độ 2 tháng bắt đầu mới ổ ạt về những cái hàng Hồng Kông, Đài Loan hoặc các hàng nhập ấy, thì cái đấy có tem nhập khẩu, tem phụ đàng hoàng. Nhưng mà thực ra là cái chất lượng nó không bằng của mình đâu, không bằng Việt Nam. Các hãng mà có danh tiếng lâu đấy là bánh của mình ngon hơn hẳn. Quanh năm mình hợp tác với họ rồi, thì đến Tết thì họ sẽ có nhiều chương trình ưu đãi để họ kích thích mình nhập nhiều lên, phủ rộng hơn các cái sản phẩm của trong nước. Theo ghi nhận tại các cửa hàng, những giỏ quà Tết năm nay cũng xuất hiện nhiều sản phẩm bánh kẹo của Việt Nam hơn. Chị Hồng Hà, chủ một đại lý khác cho biết, hiện nay nhiều người hỏi mua hàng Việt Nam bởi giá thành rẻ, phù hợp với mức thu nhập của đa số người dân. Nếu như nói đến hàng Việt Nam, cái thứ nhất là về hình thức mà bắt mắt, cái thứ hai là
những hàng mà nó có thương hiệu rồi là người ta cực kỳ ưa chuộng vì là hàng ngoại ấy. Nếu như đóng một cái giỏ quà tầm khoảng độ từ 800, 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì trong giỏ quà nó chỉ có mấy sản phẩm thôi, rất là ít sản phẩm. Thế nhưng mà đóng hàng Việt vào thì cái giỏ quà nó sẽ đầy đặn hơn, đẹp hơn, bắt mắt hơn và nhiều sản phẩm hơn. Khách hàng người ta thích hơn mà chất lượng thì lại rất là tốt. Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy mức tăng trưởng doanh thu của nhóm mặt hàng bánh kẹo vào khoảng 15% một năm với doanh số toàn thị trường ước tính khoảng 51.000 tỷ đồng. Trong khi sản phẩm bánh kẹo từ các nước ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia được giảm thuế nhập khẩu về 0%, không ngừng tăng số lượng vào Việt Nam, thì sản phẩm trong nước vẫn đang làm chủ thị trường với trên 90% thị phần bánh kẹo. Theo một đơn vị đã có 18 năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối bánh kẹo tại Việt Nam, hiện nay mẫu mã sang trọng, mới lạ không còn là sự độc quyền của hàng ngoại. Nhiều doanh nghiệp bánh kẹo trong nước đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường ở tất cả các phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Thứ nhất là với nhà sản xuất ở nội địa thì chúng ta hiểu được cái thị hiếu, cái thói quen và cái khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam. Và cái thứ hai là hiện tại cập nhật rất nhiều các cái mẫu mã và các cái công nghệ tiên tiến, các cái dây chuyền sản xuất bánh, công nghệ sản xuất bánh ở các nước tiên tiến trên thế giới về ứng dụng phù hợp với cả cái nguồn nguyên vật liệu an toàn trong nước và với lợi thế là cái chi phí nhân công của Việt Nam vẫn đang là một trong nước có lợi thế cạnh tranh. Thì cái điều đấy là những cái lợi thế đặc biệt cho những cái hàng sản xuất ở trong nước. Tận dụng nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào và chất lượng trong nước, lợi thế về nhà máy sản xuất bánh kẹo quy mô lớn, máy móc công nghệ hiện đại, tiên tiến, dây chuyền khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp này đã tạo ra những sản phẩm thuần Việt của người Việt. Để tăng trưởng tốt hơn, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải liên tục sáng tạo thêm sản phẩm mới và khai thác thị trường mới. Ở thời điểm hiện tại thì mọi người chú trọng hơn đến cái việc là chúng ta ăn tinh, ăn chất lượng. Thay vì chúng ta ăn nhiều, ăn no thì chúng tôi có những cái sản phẩm, có những cái thành phần tốt cho sức khỏe. Khi đã ăn ngon rồi thì bây giờ người ta còn thêm những cái nhu cầu nữa về mặt cảm xúc, về mặt thị hiếu cảm giác để làm cho tăng cái cảm giác thưởng thức nó ngon hơn. Thì chúng tôi cũng đầu tư vào cái phần design thiết kế, từ việc là bao bì được thiết kế rất là tinh tế, bắt mắt, ấn tượng. Và thứ hai là chúng tôi cũng truyền thông tới các điểm bán họ để họ nhận biết được là các cái sản phẩm chính hãng nó có những cái lợi ích như gì và có những cái phân biệt rõ ràng khi mình nhận diện sản phẩm nào là sản phẩm chính hãng, sản phẩm nào là sản phẩm nhái. Tết Nguyên đán được xem là thời điểm tiêu thụ bánh kẹo tốt nhất trong năm. Đây cũng là lúc diễn ra cuộc cạnh tranh sôi động trên thị trường của các doanh nghiệp bánh kẹo trong và ngoài nước. Đối phó với những thay đổi trong hành vi mua sắm tiêu dùng của khách hàng cùng làn sóng hàng ngoại nhập giá rẻ tràn vào, các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trong nước đang có những chiến lược phù hợp hơn để bắt sóng được thị hiếu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng Việt. Từ khi mô hình kinh doanh trên mạng phát triển, người mua hàng có thể đi chợ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tiện thì có thể thấy thế, nhưng lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng thì khó ai đảm bảo được. Trước dịp Tết, cơ quan chức năng đã ra quân kiểm tra và phát hiện nhiều vụ việc tuồn hàng đông lạnh không nguồn gốc ra thị trường. Người bán nhập qua mạng, chủ các cửa hàng mua lại rồi tiếp tục vòng lặp hàng đông lạnh vào thị trường mà người tiêu dùng thì không mảy may hay biết. Nhìn những hình ảnh sau đây, có lẽ nhiều người sẽ phải giật mình vì dường như gia đình vẫn hàng ngày mua phải mặt hàng bẩn này. Mới đây, tại quận Bắc Từ Liêm, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh có địa chỉ ở 483 An Dương Vương, phường Đông Ngạc. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1 tấn ức vịt và 180kg cánh gà đông lạnh, không có hóa đơn chứng từ. Trên bao bì sản phẩm đều có tiếng nước ngoài, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất và không có kiểm định về chất lượng. Bản chất của cái hàng này là em kinh doanh trên mạng, nhập thông qua mạng Internet. Sau khi mà em nhận thì em sẽ bán cho nhà hàng, các quán ăn, tùy từng thời điểm trong năm, khoảng tầm từ 40 đến 70 nghìn. Bán ra thì sau khi trừ hết lợi nhuận đi thì cộng thêm 10 nghìn. Thực tế cho thấy, thực phẩm đông lạnh đang được tiêu thụ chủ yếu qua thị trường online và nhập cho các mối buôn, nhà hàng, quán ăn. Tìm kiếm thông tin về gà nhập khẩu trên các trang bán hàng, rất nhiều các sản phẩm từ cánh gà, đùi gà, gà nguyên con được chào bán với nhiều mức giá khác nhau.
trong vai một người có nhu cầu lấy buôn các loại gà đông lạnh, chúng tôi gọi điện đến một kho hàng ở quận Nam Từ Liêm. Ban đầu, người bán đề nghị kết bạn Zalo, gửi mẫu và báo giá. Tuy nhiên, khi chúng tôi muốn đến kho để xem hàng, để lấy số lượng nhiều, người này đã đồng ý cho chúng tôi đến kho. Em biết Zalo của anh đấy, còn báo giá. Vâng, thế kho nhà mình là ở đâu hả anh? Anh ở Phú Đô, Mỹ Đình. Phú Đô à? Thế đến tầm lăn thì em qua đấy xem xong anh tư vấn giúp em được không? Anh thì không ở kho, em cứ qua kho, có nhân viên ở kho ấy. Theo lời hẹn của người này, chúng tôi đến địa chỉ của kho. Tại đây, nhân viên giới thiệu cho chúng tôi hai loại gà đông lạnh. Một là nguyên con không đầu, một là loại đùi 1/4. Tuy nhiên, khi hỏi về nguồn gốc của loại gà này, người này không biết và bảo chúng tôi gọi cho chủ để hỏi. Cháu bảo là anh kia là cho cháu đến. Hai cái là hai hãng khác nhau hả anh? Hai cái thùng khác nhau à? Cái này mua con cái không xấu, không đầu cũng chết. Và hàng này là làm thịt gà đó, thứ này đúng không? Đấy, là cái này. Chịu, mình chịu. Nhìn cái hàng góc cây này to nhỉ? To hơn cái to thì nó mới không hao. Cái này của Hàn hết hả chú? Không biết được, hỏi của nó. Còn mình chỉ có trông kho ấy. Gọi điện cho chủ kho, người này khuyên chúng tôi nếu lấy làm hàng phở hay ủ muối thì nên lấy gà dai, còn chiên rán thì lấy gà 1/4 vì loại gà này mềm. Anh cho em hỏi là cái mà nguyên con là bao tiền hả anh? Nguyên con là 50.000 ạ. 50 à? Vâng. Thế cái gà một góc tư ạ? Góc tư là 42.000. 42. Cái gà góc tư đấy nếu mà chị mà muốn mà dùng gần hết thì chị về chị đập nó ra. Đập nguyên cái lúc mà nó đang đông như này, đập mấy cái này nó cũng hết ta mà. À. Xong rồi chị tách riêng ra, lấy cái nào dùng cái nào thì dùng thì bỏ ra gà đông trước. Còn cái nào không dùng thì lại cất vào. Thế ví dụ mà làm hàng làm phở các thứ thì là cái nguyên con này là được đúng không? Thì là cái... Mấy cân thì nó rơi vào mấy tháng. Tiếp tục đến một kho hàng ở quận Đống Đa. Người bán giới thiệu cho chúng tôi các loại đùi gà hiện nay có trên thị trường. Đùi gà mái Mỹ, đùi gà trọi, đùi gà dai. Nhưng người này cũng cho biết các loại đùi gà bán trên thị trường hầu hết toàn là đùi gà đông lạnh. Em chỉ có thể dùng đùi gà mái Mỹ hoặc đùi gà trống. Còn nếu mà rang thì chị dùng cái đùi công nghiệp này, rang đùi này ngon, lỏng hay là ăn lẩu cũng được. Chị, cái này có dai không? Không, dai thì chị đủ dùng là một là dùng đùi gà trọi, hai là dùng đùi mái mía. Đùi mái mía. Bây giờ chị thấy ở trên thị trường hôm trước chị cũng có khảo sát cái đùi gà Tây mà không biết là ở đùi gà đấy. Tây chính là từ cái đùi này này. Họ lại bảo chị là đấy là hàng ở Hưng Yên ý. Không, nó toàn từ đùi đông lạnh nó lọc ra. Không chỉ tại các kho đông lạnh mà tại các chợ truyền thống, loại gà này cũng được bày bán một cách công khai như thế này. Thậm chí, gà còn để ngay xuống nền đất bẩn trước khi bày lên bàn để bán cho khách. Theo người bán, loại gà này được nhiều nhà hàng, quán ăn tiêu thụ bởi nó là gà dai được nhập khẩu từ nước ngoài nên chất lượng còn ngon hơn gà thường. Chị ơi, bao tiền một cân? Dạ. Ơ sao lại không có cái đầu? Một con này là khoảng mấy cân ạ? Gà này là của nước nào hả chị? Hàn á? Gà mía. Đây là gà đẻ đúng không? Gà đẻ. Gà này gà nướng này, gà nướng, gà luộc, gà phở ấy. Bây giờ chị để này xong rồi em mua, xong rồi em về em vẫn để tủ lạnh được đúng không? Nhưng mà trong quá trình để đông như vậy mà chúng ta cái nhiệt độ nó không đều hay là lúc có khi lại đông rồi lúc lại đông lại thì rất là cực kỳ là nguy hiểm, cho nên là chính vì vậy cho nên là cái thịt nó không rõ nguồn gốc thì nó nguy hiểm cái chỗ là thứ nhất cái chất lượng của thịt đã không đảm bảo rồi, các cái protein tức là cái tế bào của các cái tế bào thịt ấy, của cái tế bào sợi cơ của trong thịt ấy nó bị vỡ ra rồi thì nó sẽ chảy những cái nước dịch ra và đã tạo điều kiện cho các cái vi khuẩn virus
phát triển gây bệnh. Thế mà khi mà người tiêu dùng, nhất là thịt mà đã có bốc mùi nữa rồi thì chúng ta mua về chắc chắn là nó đã bị nhiễm khuẩn nhiễm bẩn rồi, và ăn vào thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị, đầu tiên cái cấp tính là ngộ độc thực phẩm, chúng ta có thể gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy rất là nguy hiểm. Thịt gà đông lạnh cũng giống gà tươi là nguồn cung cấp protein dồi dào, chứa các axit amin giúp xây dựng cơ bắp và duy trì mật độ xương, cùng với nguồn cung cấp vitamin B12, tryptophan, kẽm, sắt. Tuy nhiên, nếu được để đông lại lâu, thực phẩm mất chất có thể nhiễm khuẩn, chứa độc tố, gây hại cho sức khỏe như bị nhiễm trùng đường ruột, gây nôn ói, sốt cao. Trong trường hợp gà được sử dụng hóa chất để tươi lâu, tẩy trắng, có thể gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Thưa quý vị, gà ủ muối thời gian gần đây là món ăn hot dần dần trên mạng xã hội khi hàng loạt những người dùng mua về để thử và làm theo video chia sẻ cảm nhận. Ngay sau đó, thị trường gà ủ muối trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với đủ loại giá cả. Thế nhưng điểm chung của những con gà ủ muối này là không có tem mác xuất xứ, không có ngày sản xuất, không biết nhà sản xuất là ai. Và có lẽ, ngay sau khi xem xong phóng sự sau đây, nhiều người sẽ phải cảm thấy ớn lạnh trước những món ăn độc lạ trôi nổi này. Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, nhiều tiểu thương đã không ngần ngại sử dụng các chiêu trò quảng cáo, gắn mác gà ủ muối cho các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc nhằm mục đích trục lợi. Mới đây, đội cảnh sát công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ được hàng nghìn khay gà ủ muối không rõ nguồn gốc, trọng lượng lên tới nửa tấn. Toàn bộ hàng hóa đều không có tem nhãn, thời hạn sử dụng. Lái xe và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Dù đã có nhiều cảnh báo về loại thực phẩm này, thế nhưng trên thị trường, gà ủ muối vẫn đang được bán tràn lan trên chợ mạng hay tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Chúng tôi đã tìm đến một cơ sở bán gà ủ muối được cho là khá nổi tiếng ở quận Đống Đa. Tại đây, người bán giới thiệu cho chúng tôi hai loại gà ủ muối, một loại có nguyên liệu là gà tươi, một loại là gà đông lạnh nhập từ Hàn Quốc. Đây là gà tươi này. Đây là gà ta đúng không? Đây là gà ta này, gà mái này. Vâng. Gà mái ta này, gà mái ta này, còn cái loại này là gà đông lạnh. Bạn nếu mà bạn test cái này thì không thể ngon vào cái này được. Bạn hiểu không? Cái loại này là loại. Đoạn này là loại là gà đông lạnh. Mình đã nói với bạn đấy là con là đông lạnh. Còn là không đầu, không là không đầu, đầu không, ấy, loại... không đuôi các thứ đấy. Loại gà lai gà thải của Hàn Quốc. Gà thải của Hàn Quốc. Cái gà này bên trong rất là dày, mình như này phải cấp, còn đó là trong khi chúng tôi hỏi về tem mác và hóa đơn, thì người này cho biết khi nào khách có nhu cầu thì mới dán tem mác, còn hóa đơn thì không có. Bởi nếu làm hóa đơn, giá của sản phẩm sẽ tăng lên nhiều lần. Em có những vấn đề gì em bán xỉ, họ không cần tem. Nhiều khi xỉ đấy, tem có tem. Họ không cần tem thì em chưa dán vào, không biết là nó có cách lẻ thì dán vào, cách xỉ em vẫn để nguyên tắc là để. Theo ghi nhận tại các cơ sở bán gà ủ muối, thì sản phẩm này không hề có ngày sản xuất. Và khi không có ngày sản xuất, thì hạn sử dụng cũng chỉ mang tính hình thức. Và đây là lý do mà những người bán giải thích cho việc không ghi ngày sản xuất lên sản phẩm. Để lâu rồi là bị nhớt ý. Nếu như gà mà lâu đấy, còn gà mới không bao giờ có tình trạng đấy đâu ạ. Gà này là gà ta ủ muối. Gà này cũng là gà ta mà sao lại rẻ nhỉ? Không, gà này không phải là gà ta. Gà này không phải là gà ta nhá. Gà này là gà đông lạnh. Gà này là không gà không đầu đông lạnh. Mình là chuyên xỉ lẻ. Nhà mình đây là bán thực phẩm này là bán thay kèm thêm thôi. Còn nhà mình đây là chuyên hàng đông ăn vặt và thả lẩu. Nhà mình còn kho nữa. Nên là ở bán ở đây là bán tại cửa hàng. Tiếp tục tìm đến một cơ sở khác ở quận Ba Đình. Người bán giới thiệu cho chúng tôi loại gà ủ muối tự làm có giá 250.000 đồng. Còn với gà ủ muối làm từ gà đông lạnh của Hàn Quốc chỉ có giá 40.000 đồng một con. Tuy nhiên, người này lại khuyên chúng tôi không nên mua các loại gà ủ muối được làm từ gà thải loại. Bởi khi chất lượng gà không đảm bảo thì ăn vào sẽ có nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Bây giờ em ra chợ và đã 100 mấy một cân gà rồi. Làm gì có chuyện mà 50 ngàn nữa con. Đừng bao giờ ăn luôn, vì ai cho chị, người ta tới chào hàng chịu quá chừng. Nhưng chị cũng để đầy tủ, chị không ăn luôn. Chứ gà các thứ gì chị để đầy không kia kìa, có ăn đâu. Chị nói chính xác, cái gà nó được nhập về, nó đẻ hết 7 lứa, 15 lứa bên nước ngoài rồi, nó được thuốc à, trẻ, các thứ trong người rồi. Đúng rồi, còn dư lượng thuốc các thứ trong người nó quá chừng trong đó. Xong đưa về mình là chỉ để xay ra làm thức ăn gia súc, cắn con cò, các kiểu cho chim, cho bò, các thứ thôi, vô gà thôi. Thì là về tới mình là nó thành gà như vậy đó.
Như vậy, có thể thấy tại các cơ sở kinh doanh gà ủ muối, mỗi ngày sẽ tiêu thụ hàng trăm con gà ủ muối hoa tiêu. Khách lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, lấy càng nhiều giá càng rẻ. Thế nhưng chất lượng sản phẩm như thế nào thì chỉ có người bán mới biết. Còn người mua thì vì sự tiện lợi, giá lại rẻ nên mua về sử dụng mà không hề biết những nguy cơ đối với sức khỏe. Đối với những cái món gà ủ muối mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem, nhãn mác, rồi là gì hạn sử dụng thì chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng những cái loại gà ủ muối này. Đặc biệt hiện nay tôi thấy trên thị trường rất nhiều cái loại gà ủ muối không đầu không chân, không tem, không nhãn mác được bày bán tràn lan trên thị trường và giá thì vô cùng rẻ. Những loại này nó không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên sử dụng những cái loại thực phẩm mà có cái nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng như thế này. Theo các chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng, để biến hóa một con gà thải loại đông lạnh thành một món ăn thơm ngon phải qua rất nhiều công đoạn sử dụng phụ gia thực phẩm, thậm chí là hóa chất bảo quản. Những hóa chất đó sau khi vào cơ thể con người sẽ không gây ảnh hưởng ngay lập tức mà tích tụ dần và khi bộc phát dễ gây các bệnh về ung biếu và các vấn đề về tiêu hóa. Chúng ta không rõ được cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Thế thì người ăn hậu quả chắc chắn là này nó lại không gây nên một cái ngộ độc cấp tính. Ví dụ anh bị ỉa chảy, anh bị nôn mửa, anh bị cái gì đấy. Mà cái này là hậu quả lâu dài đối với sức khỏe của con người. Và người ta cứ bảo là tại sao hiện nay tỷ lệ thừa cân béo phì nó tăng lên. Ngoài cái chuyện ăn nhiều, nó còn có rất nhiều các hoạt chất nó làm cho mỡ hóa cơ thể. Cái thứ hai, phải nói thật là ăn những thứ đó là cái tác lâu dài là ung thư. Tại sao cái tỷ lệ ung thư nó cao lên? Chị Anh Thư ở Tây Hồ, Hà Nội là một đầu bếp nên rất cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình của mình. Trên mâm cơm Việt ngày Tết chắc hẳn không thể thiếu món thịt lợn kho hay là giò, chả, nem chế biến từ thịt lợn. Chính vì thế khi nhu cầu mua của người tiêu dùng quá lớn cũng là cơ hội cho gian thương tuồn thực phẩm bẩn vào thị trường. Vậy làm thế nào để bảo vệ gia đình trước những loại thực phẩm này? Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Trước Tết Quý Mão 2023, số lượng hàng hóa được ghi nhận lưu thông nhiều nhất, đặc biệt là giò chả, thịt lợn, bánh mứt kẹo, các mặt hàng khô. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu của người mua quá lớn, không ít gian thương đã tìm cách tuồn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng với đội 2 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Công an phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm đã kiểm tra và phát hiện thu giữ nửa tấn nầm lợn không có hóa đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng, đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc. Trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện một cơ sở trong địa bàn đang giết mổ 17 con heo chết với trọng lượng hơn 650 kg. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng heo trên được xử lý dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh, hầu hết thịt heo đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, đội trinh sát đặc biệt phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt được một xe tải chở 2,5 tấn nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối. Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Đình Châu, nguyên trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương nói, thực phẩm bẩn chính là nguyên nhân bắt nguồn của mọi căn bệnh ung thư. Theo vị chuyên gia, trong thực phẩm bẩn có chứa rất nhiều vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh, độc tố nấm, độc tố vi khuẩn. Đây đều là những các tác nhân có thể gây nên căn bệnh ung thư đáng sợ. Vị chuyên gia cho hay tỷ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm khoảng 35%, trong khi đó nguyên nhân gây ung thư của thuốc lá chỉ là 30%. Bàn về nội tạng và thịt lợn bẩn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, khi sử dụng loại nội tạng động vật có dấu hiệu bốc mùi hay mốc, rất có thể người dùng sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại hay đặc biệt là tụ cầu trùng. Những loại vi khuẩn này gây hại cho cơ thể như ngộ độc thực phẩm, nôn nói. Đó là còn chưa kể các loại thịt nội tạng này có thể đã chứa thuốc tăng trọng, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc nhuộm màu, chất bảo quản chống thối, tiêu thụ những thực phẩm này về lâu dài sẽ dẫn đến những nguy cơ mắc bệnh viêm mãn tính, trong đó bao gồm sát thủ thầm lặng mang tên ung thư. Để bảo vệ bữa ăn ngày Tết cũng như bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, đầu tiên quý vị cần sử dụng những nguồn thực phẩm đáng tin cậy.
chỉ nên mua thực phẩm tại những địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng, nói không với những sản phẩm có tem nhãn in không rõ ràng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Sau đó cần đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình chế biến thực phẩm. Đối với thịt lợn, cần chọn thịt có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, vết cắt có màu sắc bình thường, sáng, khô, tránh thịt có màu hơi xanh nhạt hoặc là hơi thâm, thậm chí là đen, không bóng, màng ngoài nhớt. Đặc biệt là không nên mua thịt có mùi hôi thối khó chịu. Ngoài ra, các gia đình cũng nên ăn nhiều trái cây, rau xanh vì loại thực phẩm này rất giàu vitamin, khoáng chất, các hợp chất, sinh hóa cùng các thành phần chất xơ có thể giúp làm giảm nguy cơ ung thư. Đặc biệt là chất chống oxy hóa trong rau quả có khả năng phòng chống ung thư rất tốt. Hy vọng rằng những thông tin về thực phẩm sạch bẩn mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp quý vị chuẩn bị tốt nhất cho mâm cơm gia đình ngày Tết, đảm bảo tiêu chí ngon bổ an toàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp gõ cửa, chúc quý vị khán giả luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an toàn. Cảm ơn quý vị trong suốt một năm qua đã luôn đồng hành cùng với kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.